Bạn đã hầu như đã cài VNID rồi thì chúng ta việc là chọn cái biểu tượng VNID này chúng ta đăng nhập vô. Sau đó nó sẽ kết nối đến ETAG nó vào luôn ha. Thì khi mà chúng ta mở được ETAG lên rồi á thì nó vào trong nó thì nó yêu cầu mình nhập cái địa chỉ email với số điện thoại vô thôi. Sau đó mình dùng bình thường ha. Và sau khi đi vô trong rồi thì các bạn có thể kiểm tra được các cái phần liên quan đến thuế như là số người phụ thuộc này, thường là mình hay kiểm tra cái phần là chú Vân cái phần tra cứu á, phía dưới này, tra cứu ở đây tiện ích này. Thì nó có cái phần là tra cứu người phụ thuộc thì bấm đây thì mình có thể xem lại được cái người phụ thuộc ha. Thì vừa qua thì như mình đăng ký ba người phụ thuộc là bố mình và hai đứa con ha, nhưng mà hình mà bố mình thì bị thiếu ha, cho nên mình phải đi ra cơ quan thuế để mình khôi phục lại ha, đăng ký lại, chứ không mà tại vì khi mà cái người phụ thuộc nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần thuế thu nhập cá nhân của mình á, cho nên mình phải kiểm tra lại coi nó có khớp chưa ha. Bên thứ hai đó là mình chọn cái chức năng là tra cứu thông tin kế toán ở đây, thì khi đó bạn sẽ chọn là cái năm 2024 chúng ta chưa có, chúng ta hiện tại thời điểm này á thì chúng ta kế toán đến năm 2023 ha. Đó, chúng ta bấm vào đây thì nó hiện ra cái cơ quan tổ chức chi trả kế toán ha. Như mọi người đã biết thì theo luật quản lý thuế 2019 á thì cái thời hạn quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân này á, nếu mà thông qua mình ủy quyền ha, cá nhân mình ủy quyền qua cái cơ quan tổ chức chi trả người ta quyết toán cho mình á thì cuối tháng 3 ha. Còn nếu như mình tự quyết toán ha, cá nhân mình tự quyết toán với cơ quan thuế thì là cuối tháng 4 nha. Đó, cho mọi người lưu ý cái hạn thời gian để chúng ta quyết toán. Thì nếu mà chúng ta nộp thừa thì không sao, thì vài năm sau chúng ta quyết toán cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta quyết toán mà chúng ta nộp thuế bị thiếu á, thì chúng ta phải nhanh chóng chúng ta làm quyết toán sớm để chúng ta nộp thuế cho nhà nước ha. Thì vô trong đây bấm hình con mắt này á, thì mọi người sẽ hiện được cái số tiền tổng số tiền thu nhập của mình ha, số người phụ thuộc rồi tổng số tiền giảm trừ cho giảm trừ này bao gồm giảm trừ bản thân của mình ha. Bản thân mình là 132 triệu một năm á. Cái người phụ thuộc của trong gia đình thì 4,4 triệu một tháng ha, nhân cho 12 tháng á thì chúng ta ra được cái tổng tiền như thế này, là chúng ta sẽ cộng thêm cái số tiền bảo hiểm ha, cái là tổng tiền giảm trừ gia cảnh chúng ta cộng thêm tiền bảo hiểm là chúng ta có ha, rồi cho lấy tổng tiền thu nhập chúng ta trừ đi hai cái khoản tiền này ha, thì ra cái số tiền mà chúng ta sẽ phải nộp thuế và chúng ta sẽ nhân định mức 5% ha. Nếu mà vừa 60 triệu thì chúng ta sẽ nhân 10% cái phần dư đó ha. Thì cái phần đó các bạn có thể là dùng cái công cụ tính thuế chúng ta tính được ha, ở dưới đó nó cũng có ha. Thứ hai là cái phần ba la mã dưới đây á, thì nó hiện cho chúng ta là cái phần thuế chúng ta dự kiến phải nộp hay nộp thừa ha. Nếu mà chúng ta nộp thừa thì chúng ta được lấy lại, mà nộp thiếu thì chúng ta phải nộp bổ sung thêm ha. Ở đây nó cũng có công thức tính mà nó chi tiết hơn ha. Đó. Thì mọi người có thể xem ở đây. Còn bên cạnh đó nó có công cụ tính thuế, đây thì mình có nhập tính thuế theo tháng, theo quý, theo năm ha. Thì bạn có thể chọn quy tắc theo năm này. Sau đó bạn khai báo các cái thông tin liên quan đến thuế ở đây. Đó, số tháng kế toán thường là 12 này, tổng thu nhập trừ thuế này, tổng tiền thu nhập trong năm của mình á. Rồi số người phụ thuộc ha, thì bấm số người phụ thuộc đây á, thì nó sẽ cho mình chi tiết luôn ha, để như ba người phụ thuộc. Rồi bấm vào đây thì nó sẽ ra cho chúng ta được là số tháng ha, thường là 12 tháng này, năm là 12 tháng. 12 tháng chẳng hạn. Đó, hoàn thành thì nó sẽ ra thì 36 tháng cho ba người ha. Đó, sau đó mình có thể bổ sung thêm các cái khoản thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp ha, và tiền bảo hiểm nữa ha, cái khoản bảo hiểm mình đã được trừ đây. Đó, như thế này đến tính và tính thuế ha, thì khi đó là nó sẽ ra số tiền thì chúng ta sẽ phải nộp thuế trong năm vừa qua ha. Ở đây thì mình có thể áp dụng cho trường hợp là mình thu nhập nhiều nơi ha, nếu mà thường là cá nhân mà tự kế toán thì chúng ta thu nhập nhiều nơi, còn nếu mà chúng ta chỉ thu nhập có một nơi không thôi thì chúng ta ủy quyền cho cái đơn vị chi trả người ta quý giáo giúp cũng được ha. Đó, thì mọi người có thể tham khảo thêm cái ứng dụng này ha, để chúng ta xem về liên quan đến thuế ha. Xin chào mọi người ha, chúc mọi người làm thành công ha.